giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 7, giá cả trắng, vịt thịt miền Nam rất thảm, người nuôi vịt miền Bắc khó khăn. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 7, chúng tôi thấy giá gà lông trắng bán ra tại trại ở các vùng miền Nam đã giảm khá sâu. Giá vịt thịt hôm nay giao dịch ở các tỉnh phía Nam cũng mất đầu ba, giá vịt thịt miền Bắc cũng có dấu hiệu giảm dần. Giá vịt thịt hôm nay, giá vịt thịt miền Nam giảm sâu. Sau nhiều ngày trứng ở mức trên 30.000 đồng mỗi kg, giá vịt hôm nay giao dịch ở các vùng miền Nam đã giảm còn dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ di mau bán buôn tại trại ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An còn 27.000 đồng đến 29.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá vịt bầu đất bán ở các tỉnh miền Nam cũng giảm còn trên dưới 45.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt thịt bán ra tại trại ở các tỉnh miền Bắc cao nhất mới đạt 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán ở các vùng Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội phổ biến từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều người nuôi, vào thời điểm này không chỉ giá giảm mà việc tiêu thụ vịt cũng gặp nhiều khó khăn. Giá vịt làm sạch đổ xỉ cho các hàng nướng từ 65.000 đồng đến 66.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu nuôi trên 3 tháng tuổi bán tốt được 85.000 đồng mỗi con. Giá vịt xiêm giao dịch ở các vùng đạt từ 60.000 đồng đến 64.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn ở trại tại các vùng phía Nam chỉ bán được dưới 60.000 đồng mỗi con. Giá gà công nghiệp hôm nay, gà công nghiệp phía Nam rất thảm. Phản ánh với phóng viên dân Việt, nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà lông trắng ở các tỉnh miền Nam cho biết, giá gà công nghiệp bán buôn tại trại có nơi còn 12.000 đồng đến 13.000 đồng mỗi kg. Với giá thị trường hiện tại, người nuôi gà trắng ở các vùng miền Nam đang chịu thua lỗ nặng khoảng gần 20.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều chủ trang trại giá gà giảm sâu là do các tỉnh lập chốt kiểm tra đại dịch COVID-19 làm cho việc vận chuyển hàng vào thành phố Hồ Chí Minh chậm khiến lượng gà ún ứ trong trại kéo dài nhiều ngày qua. Đến thời điểm này, việc vận chuyển gà của bà con vào thành phố đã thuận lợi hơn nhưng nhiều nơi vẫn gặp khó khăn. Giá gà công nghiệp bán buôn ở các vùng miền Bắc giao động trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp móc hàm đang được các lò miền Bắc đổ xỉ cho các đầu mối trên dưới 48.000 đồng mỗi kg, tùy loại đùi, cánh, chân. Giá gà ta lai nuôi chạy bán buôn ở các vùng Bắc Giang, Vĩnh Phúc cao nhất mới được 56.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi có nơi chỉ bán được 52.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn vẫn ở mức khá cao, nhiều trại ở Hà Nội, Hòa Bình bán gần 100.000 đồng mỗi kg. Người nuôi dè dặt tái đàn. Sau nhiều ngày tăng giá và trứng ở mức cao, hai ngày trở lại đây, giá vịt thịt bất ngờ quay đầu giảm sâu làm cho nhiều người nuôi không kịp trở tay cập nhật giá mặt hàng này tại trại ở các vùng Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Chúng tôi thấy giá vịt đã giảm còn dưới 40.000 đồng mỗi kg, có nơi bà con chỉ bán được vịt với giá 35.000 đến 36.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Mạnh, chủ trại vịt hơn 2.000 con ở Trương Mỹ, Hà Nội cho rằng, nếu giá vịt về mức 35.000 đồng mỗi kg thì gần như người nuôi không có lãi mà thậm chí có hộ bắt đầu bị thua lỗ, bởi hiện tại chi phí đầu vào, giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao kèm theo tình trạng hao hụt đầu con lớn đã làm cho giá thành chăn nuôi bị đội lên nhiều hơn trước. Năm nay gia đình tôi chăn nuôi bết bát quá, các lứa vịt đầu năm liên tục thua lỗ, giờ trông cả vào đàn vịt mới để gỡ lại vốn mà cũng khó. Cứ đàn này sắp tới chúng sẽ giảm đàn giống xuống để chăn cầm cự thôi, ông Mạnh ngậm ngùi nói. Dù giá một số mặt hàng gia cầm đang giảm nhưng theo nhận định của một số chuyên gia chăn nuôi, Trước tình trạng người nuôi vẫn rẻ rặt tái đàn như hiện nay có khả năng sang quý 3 và 4 năm 2021, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, nguồn cung các sản phẩm gia cầm sẽ thiếu hụt sẽ đẩy giá các sản phẩm thịt gia cầm. Trứng dục dịch tăng theo. Theo tính toán của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2020, tổng đàn gia cầm cả nước hiện đã giảm khoảng 36,26%. Từ 512.690 triệu con này xuống còn 326. ,000.

trại gia cầm ở các tỉnh buộc phải giảm quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng tái đàn vì sản xuất kinh doanh thua lỗ. Ông Sơn cho biết, việc thiếu hụt nguồn cung gia cầm có thể dẫn đến tới nguy cơ nhập khẩu các sản phẩm thịt gà đông lạnh gia tăng. Từ năm 2019 đến nay, gà nhập khẩu chiếm khoảng 20% tổng lượng gà tiêu thụ trong nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người chăn nuôi mà còn có tác động đến an ninh thực phẩm. Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan cần có các biện pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi và chiến lược lâu dài về chủ động sản xuất các nguyên liệu thức ăn cơ bản. Theo đó, kiến nghị cắt giảm 50% thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các loại phí, lệ phí khác để góp phần kìm hãm đạt tăng giá thức ăn chăn nuôi.